Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024, triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu học tập quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử đảng bộ thị xã An Khê. Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Ba. Lê Cô tuyên truyền xử lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Giá Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Quý vị, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024, triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo Sở Y tế Gia Lai, đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 2021-2025, Sở được giao triển khai dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các nhiệm vụ chính, hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em không đến 16 tuổi, hoạt động về truyền thông dinh dưỡng, hoạt động về kiểm tra, giám sát, khảo sát đánh giá thực hiện đối với chương trình mục tiêu giảm nghèo, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế được giao triển khai tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 cải thiện dinh dưỡng, nhiệm vụ thực hiện hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em không đến 16 tuổi hoạt động về truyền thông dinh dưỡng, hoạt động về kiểm tra giám sát, khảo sát đánh giá thực hiện. Trong quá trình triển khai các chương trình ngành y tế tỉnh cũng gặp một số khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Ông Lý Minh Thái, giám đốc Sở Y tế, tiếp tục quán triệt toàn ngành y tế về mục tiêu, nội dung nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huy động lực lượng cán bộ y tế từ các đơn vị tuyến tỉnh đến các trung tâm y tế và trạm y tế xã tham gia thực hiện góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chiều ngày 26 tháng 4 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu học tập quán triệt các văn bản của Trung ương của Đảng. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trực tiếp quán triệt kết luận số 68 ngày 29 tháng 12 Năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển quan hệ Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia trong giai đoạn mới và kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng trong đó tập trung vào các nội dung, những định hướng, chủ trương về đường lối đối ngoại của Đảng và thành tựu đối ngoại của Việt Nam từ Đại hội 13 của Đảng đến nay, nội dung trọng tâm kết luận số 71 và kết luận số 68 của Bộ Chính trị Mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của tỉnh thời gian đến, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long quán triệt các chỉ thị kết luận gồm: Chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục giáo dục bắt buộc xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng, xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tại Hội trường 19 tháng 5 thành phố Pleiku, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại hội nghị các báo cáo viên văn phòng bộ công an đã thông tin về tình hình tội phạm trên không gian mạng hiện nay những phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội như đánh bạc tính dụng đen lừa đảo cưỡng đoạt tài sản đồng thời hướng dẫn người dân cách nhận diện các phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hội nghị này sẽ giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác thái độ ứng xử trước các hoạt động tội phạm của các đối tượng xấu các biện pháp phòng tránh cũng như việc sử dụng mạng xã hội ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời tuyên truyền đến người thân gia đình, bạn bè và xã hội tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn trên không gian mạng để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngày 26 tháng 4, văn phòng thị ủy An Khê tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn quản lý sử dụng viết, biên tập tin bài đăng trên trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê tại hội nghị học viên được nhà báo lương văn danh phó tổng biên tập báo gia lai truyền đạt một số kỹ thuật viết tin bài chân dung nhân vật kỹ năng chụp hình ảnh báo chí bên cạnh đó học viên được hướng dẫn cách biên tập tin bài thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ kỹ năng viết biên tập tin bài cho các thành viên ban biên tập các cộng tác viên trao thông tin điện tử đảng bộ thị xã an khê Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở giải đua xe đạp phong trào thị xã Dinh Ba, tỉnh Gia Lai lần thứ ba năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại. Ở giải năm nay, các cura rơ tranh tài ở ba nội dung gồm nam trẻ từ 18 đến 39 tuổi, nam trung từ 40 đến 55 tuổi và nữ từ 40 đến 55 tuổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân nhất nhì ba cho các cura rơ xuất sắc nhất ở từng nội dung và giải đồng đội ở nội dung nam trẻ, nam trung. Theo đó, ở nội dung nam trẻ, câu lạc bộ xe đạp Azumba giành giải nhất, câu lạc bộ trà Thanh Bình, Phú Yên giành giải nhì, giải ba thuộc về câu lạc bộ Băng Mê Xanh. Ở nội dung nam trung, Câu lạc bộ Hoàng Phú 1 danh giải nhất, câu lạc bộ Trà Thanh Bình Phú Yên danh giải nhì, câu lạc bộ Ba Mê xanh danh giải 3. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku vừa ban hành công văn số 1071 về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông triển khai công văn số 40 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ban An toàn Giao thông tỉnh về tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kế hoạch số 550 ngày 26 tháng 2 năm 2024, thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai